originally we were taught that we're going to have the installing the Buddha, the three Buddha statues of the temple, but we're a little bit behind schedule. Đáng lý ra là tuần này là làm lễ an vị Phật nhưng đều hơi trễ một tí. So hopefully next weekend we should be able to have the welcoming the Buddha statues to the temple next Sunday. Tôi hy vọng tuần sau chắc là cái ông thờ sẽ làm xong. This man here has been very conscientious. Ông thờ nó rất là thành tâm. Ông làm rất là kỹ lưỡng. He's very he takes time in doing it right. To see him labor under the sun in 90 degrees, 100 degrees sun, meaning out there is about 120 degrees. It's very tough work. Trời mà nóng 100 độ như vậy, trên xi măng nóng cả 120 độ. Anh đã thấy ông làm việc rất tích cực, thấy mà tội nghiệp. I don't know how these Vietnamese do it. They're skinny like hell and they work all day. Mấy ông Việt Nam sao hay dễ sợ, ốm nhách mà làm việc cả ngày. I don't know why his wife feed him, but for we outside family, he's too skinny. Ông này ông hơi ốm tí. Anyway, actually to be skinny like that is actually a good thing. Thiệt ra quý vị biết không, khi mà lớn tuổi rồi, ốm như vậy nó tốt hơn, nó tròn trịa. Tròn thì nó dễ bệnh hoạn, because when you are heavier, then you are more prone to illnesses. Okay. So we've been reciting hard to help Mrs. Lien go to the Pure Land. Chúng ta đã là cái này tuần thứ ba, cái thất thứ ba của bà cụ bà cụ Lien. Để mà chúng ta đang hồ niệm cho bà cụ, làm pháp để cụ giúp bà cụ vãng sanh. Last night we recited some mantras as well. A group of people came, the family came as well. Tối hôm qua như thường lệ chúng tôi tụng cái nhóm tụng với thần chú như thường lệ, và gia đình bà cụ cũng đến tham dự một tí nữa. So I'm very touched by that because the family really cares. So, thầy rất là cảm động, tại vì thấy gia đình như vậy rất là ân cần, rất lo lắng cho bà cụ. It turns out that for Westerners, because they don't know, they fail to help the deceased in a timely fashion. Cái người Tây phương cũng giống như cái người văn hóa khác đó, người ta không có cái truyền thống này, thành họ mất cái cơ hội để mà giúp cho cái người quá cố. You don't know that how tough it is to after you die. It's very very stressful. Quý vị không biết đó, sau khi mà chết rồi cực khổ dễ sợ. And the rule of thumb is that you see how a person dies. Cái mà quý vị mà có thể đoán được, nghĩ ra được, suy ra được là cái cách mà cái người chết. If the person dies peacefully, then he or she is doing okay in general. Tại hàng như một cái người ta có đời một cách mà yên lặng, một cách mà nhẹ nhàng, thì thường thường mấy người đó họ không sao hết đó. Whereas if people die when they are sick, when they are suffering, or are they in pain, that's not a good sign. Ngược lại, những cái người thấy người ta có đời mà bị bệnh hoạn, bị đau khổ, khốn khổ, thì cái đó là chuyện không tốt. Okay. So that's a sign that they're more likely to fall to the lower realms. Nếu hiện tượng như vậy thì thường thường có nghĩa là họ sẽ trong con đường đang đi trên con đường đi đọa xuống. Okay. So in our Asian tradition,
We have the 49 days. Cái truyền thống người Á Châu chúng ta thì có cái truyền thống 49 ngày, which is a very, very good thing. I keep on harping this because we were invited to go to the family's residence to decide on her behalf. Chúng tôi, gia đình họ đã mời chúng tôi tới nhà để mỗi tuần, trong 7 tuần, để mà hồ niệm cho bà cụ. Cái đó là một cái truyền thống rất là hay. And I am hoping that the future generations maintain this tradition. Some traditions are very good to maintain. Tôi hy vọng trong cái truyền thống này, cái đời thế hệ trong tương lai đó, họ tiếp tục giữ cái đó. Tại vì cái truyền thống rất là hay. Even though it's very difficult to attain rebirth of the Pure Land. Mặc dù cái việc mà đắc cái vãng sanh cực kỳ khó. Hơn những người ta tới ta nói cái vị nghe. Nhưng đều cái truyền thống này, cái truyền thống rất là tốt. Tại vì chúng ta có thể giúp đỡ cho cái người quá khổ một cách rất là tích cực. However, for the people who, for during this 49-day period, the fact that we do have the opportunity to make a big difference in the deceased future lives. So I want to restate again that this is the tradition that Asians should be proud of, that they have, and they should maintain. Anh thầy nhắc lại, người Á Châu đó, người Á Đông đó, nên hãnh diện là có một cái truyền thống nó quý báu như vậy, và nên truyền lại cho cái đời sau. Mặc dù đời sau người ta không hiểu gì nhiều, thắng có cái phương tiện, có cái sự hiểu biết, cái trí huệ, cái sức lực để mà giúp họ đắc vãng sanh đi nữa, như để họ có thể giúp cái người quá cố có một cái thân tốt hơn. Okay. So the rebirth is a most difficult matter. Cái chuyện mà vãng sanh chuyện rất là khó, because you need to have the blessings. That thứ nhất, quý vị phải cần có cái phước báo. What are the blessings used for? Phước báo để làm cái gì? The phước báo để mà trả nợ những cái người chủ nợ đó đang cột chân mình lại. You have the blessings. You must have the blessings first of all to repay your creditors who are holding you back. They're not letting you go. Okay. Anh trả nợ gì? Trả nợ những cái người chủ nợ mà nhất định người ta đòi nợ. What kind of creditors? Remember, if before you die and they're sick, those creditors are the people who make them sick. They want them to fall. Thì những người chủ nợ là sao, nhớ không? Trước khi mà chết mà thấy những cái người ta bị bệnh hoạn, đau đớn đó, là rõ ràng chủ nợ nó tới, nó đang đòi nợ. Thì nó đòi nợ sao mà nó bỏ mình đi được. Okay, so these creditors, you need during these 49 days, I hope the monks and nuns and the people, lay people understand the importance of creating blessings to help repay these debts. Trong cái thời gian, cái việc đầu tiên trong cái thời gian 49 ngày là chúng ta phải cần tạo phước báo để mà giúp trang trải cái nợ nần đó. Okay? If these creditors are not happy, they cannot go to a good path. Tại những nếu như chủ nợ mà không chịu nhả ra đó thì không cách nào mà đi được. You see, it has to be clear about this. And let me clarify this for you. Even though your entire life, you can do good deeds. Thì nhắc là quý vị biết cái tầm quan trọng của cái việc này. Mặc dù cả đời quý vị đó, quý vị cả đời tu hành, làm chuyện thiện. Okay? If your entire life, you cultivate, you practice good deeds. Even so, at the death of time, okay, you may not be able, we may still fall. Mặc dù như vậy, khi mà quý vị mà ra đời, qua đời đó, thì quý vị có thể đọa. Tại sao như vậy? Why is that? Because of these creditors, they come to make sure that you fall. So whatever happened during your life doesn't matter. What matters, really matters, is at the time of death, what
happens at the during the 49 days at the time of death for most of us. Thành trong cái tức là thông thường những người mà thông thường đó, đương nhiên có những cái trường hợp ngoại lệ rồi. Nhiều thông thường đa số những người chúng ta đó cái quan trọng nhất là lúc mà sau khi chết, cái thời gian 49 ngày đó nó cực kỳ quan trọng. Okay. Mặc dù quý vị sống rất tốt cả cuộc đời, hoặc quý vị sống xấu cả cuộc đời nữa, mà trong thời gian 49 ngày đó vẫn có thể cứu được như thường. So, for example, even you have a very unwholesome life, okay, you steal, you kill, you cheat people, you disrespectful, still at the time of death, okay, it's still you still can receive help and attain a good end, a good next life. Thành mặc dù như vậy, những người mà sống cuộc đời không có thanh tịnh, cuộc đời xấu xấu xa, không có lương thiện như vậy nữa, mà trong lúc 49 ngày đó vẫn có thể giúp người ta được như thường. Okay, so that's why when I first started to cultivate, I didn't realize it. Lúc trước thầy bắt đầu tu, thầy không hiểu cái chuyện đó. Thầy cứ nghĩ là mình có y mình là người xuất gia thì mình chắc chắn sau này ít nhất mình muốn lên quả trời, làm sao mà đọa được. So when I first started, I left the home life and I said, gee, I'm cultivating with a great Chinese master and we worked very hard. So my future is assured. I was so wrong. As I began to learn the Dharma, I realized that that it's a 49 day that makes a big difference. Sau này thầy mới hiểu cái thời gian 49 ngày nó cực kỳ quan trọng. Okay, so if you prepare well for the 49 days, you have very good chances of having a next life, a good life, or obtaining a rebirth. Thành ra thầy chú trọng cái pháp tịnh độ chúng ta là khuyến khích quý vị sửa soạn cho cái 49 ngày một cách khôn ngoan, khéo léo. Thì như vậy thì cái đời sau đó nó có thể tốt đẹp hơn, ít nhất nó tốt đẹp hơn. Hoặc là tốt hơn nữa là đắc được cái vãng sanh. Okay? So during 49 days here, again, the first thing we have to do is to pay off the debts, generate blessings to pay off these creditors. Thành thầy nhắc lại, trong thời gian 49 ngày, đó, việc đầu tiên phải cần xảy ra đó là phải tạo phước báo để mà trả cái nợ nần. Remember, after you die, you cannot use money anymore to pay off your debts. Quý vị nhớ như vậy này, sau khi quý vị qua đời rồi đó, cái tiền quý vị có bao nhiêu đó, nó cũng khá có ý nghĩa như thế đó. Không làm gì được hết đó, không trả được nợ cho người ta. Cái nợ là nợ máu, là quý vị phải đọa. See, remember, these debts are blood debts, meaning we have supposed to fall, you're supposed to suffer. Money is not going to prevent your suffering. And khi mà quý vị qua đời, sau khi qua đời rồi, cái tiền bạc nó không thể giúp quý vị được nữa, hết rồi. Okay. And this is why you need help. Bởi vì lúc này là quý vị cần cái sự giúp đỡ để mà qua cái thời gian 49 ngày khó khăn này, nó rất là phức tạp. So the first thing is you pay off the creditors and then you generate the blessings to be able to go to obtain a good body. Rồi sau khi trả nợ rồi đó. Trả nợ nghĩa là gì? Trả nợ là chặn lại, không cho quý vị đọa. What does it mean paying off your debts? Paying off your debts means you're not falling to the three or lower realms. This is what the Buddhists who understand know. They want the first wish is they don't fall, want to fall. Thành cái người mà tu Phật giáo ta hiểu là việc đầu tiên ta hiểu đó. Là mình tu là mình hy vọng mình thấy được Phật pháp, mình hy vọng mình không có bị đọa nữa. Đó là việc đầu tiên mình mong mỏi là không bị đọa. Tại một khi đọa nó phiền lắm. Nó đọa, nó khổ, dễ sợ. Nếu bây giờ quý vị nghĩ quý vị là khổ, con cháu nó bỏ bê mình, tiền không đủ để mà xài, ăn đồ không có được ngon lắm, ở nhà nó hơi chật một tí, vùng Soro Smith này nó nóng, dễ sợ lắm, cái tuần này cả 90 độ luôn. Quý vị nghĩ cái đó là khổ. Đợi khi quý vị đọa xuống làm ngạ quỷ,
đọa xuống địa ngục, quý vị mới biết thiệt sự khổ là sao. Nó khổ không thể tưởng tượng được. Kim Điền con có ngồi không, ông thầy không nói chuyện trên trời đất không, tôi không biết khổ là gì hết đó. Thì cái khổ con chưa biết cái khổ thiệt sự thế gian này, quý vị chưa biết cái khổ là cái gì hết, chưa biết là cái gì hết. Thầy thăm một cái vị, thầy quý vị không, quý vị biết không, thầy tới thăm một cái người kia trong chùa, trong tù đó, họ nhét lại, họ nhốt lại 5 cái hàng rào họ mới được vào trong đó. I, you know, you don't know it's like to suffer yet. Now you think suffering to you is like, yeah, like a master yells at you, or you don't have enough money to spend, or you miss your family, or you don't, and your clothing you wear is so unattractive, so rough. Wait until you fall to the lower realms, of the hungry ghost realms, to the animal realms, to the hells. Then you know what suffering is like. It is incredible suffering. Okay. And let me give you an analogy, because when I once had the chance to go and visit someone in a prison, he's behind 5 layers of walls, with guards, and with shotguns and cameras, and I talked to this person. Thì ông này thì nói chuyện ông này. You know, he walks around with his eyes on the floor. Quý vị biết không? Lần đầu tiên thầy thấy một cái người mà đi đâu là nhìn dưới đất thôi, không dám nhìn ai hết. He doesn't dare look at anyone in the eyes. I asked him, why do you walk? I know it's safer to walk looking at the floor when you walk. But I know you used to be a very proud man. Why do you walk like that? Trước thầy biết cái ông này là người rất là ngạo mạn, bây giờ đi lẹt 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 đi nhẹ nhẹ nhẹ, lẹt lẹt đi nhìn dưới đất, không nhìn ai, không nhắm nhìn vào mặt ai hết. Thầy hỏi, he says, because you look at people's eye, if they don't like the way you look at them, they'll kill you. Ông nói là nếu như quý vị nhìn tới người ta mà người ta mà thấy khó chịu cái nhìn, với khó chịu cái nhìn quý vị đó, ánh mắt quý vị làm người ta khó chịu, thì giết quý vị ngay lập tức, thì quýnh cho một trận ngay lập tức, không cần nói năng gì hết, đập một trận ngay đó. Okay, and he says he's so glad to have someone to come and talk to. Tội lắm, có một người tới có thể nói được, nói 2-3 tiếng đồng hồ, ông nó hỏi nói chuyện tầm bậy tầm bạ, không tại sao vậy? Tại đâu nhớ năm dám nói chuyện với ai đó. He doesn't dare talk to anyone there. Okay, and he says, you know, these barbed wires, you know, barbed wire. Don't think it's barbed wire. Những mấy cái lớp tường đó. Ông thấy, thầy thấy nó có mấy cái dây cầm gai, mấy dây cầm gai đó. Là không ai dám tới gần ấy. They say no one dares go anywhere near it. Why? Because every day we see birds flying and catching the barbed wires and they fry. Ông nói là mỗi ngày để thấy con chim nó bay tới, nó đụng cái dây cầm gai đó, dây cầm gai nó có điện, con chim nó cháy khét lẹt. Live in constant fear, you live like an animal. Cuộc sống khổ với sợ, sống như là cái con thú vật vậy đó. That hell on earth, cái đó là cái địa ngục ở cái thế gian này. Ok? I saw that, I said, geez, I'm glad I did many bad things in my life, I wasn't caught. And I know that thầy, mình thấy những cái chuyện đó, thầy mới sợ, bất sợ, nó té rồi mình may vậy, sợ. Mình làm biết bao nhiêu chuyện sai lầm trong cuộc đời trước, ok? Mà may mắn chưa bị bắt vào ở tù. So, trust me, when you go down to these lower realms, this is why the Buddhists are very smart. They said, what the first thing you want is we don't want to fall. Tại những người Phật tử ta khôn lắm, ta nói là đầu tiên họ mong mỏi là đừng có đọa thôi, đầu tiên hết, có cái đủ cái phước để không có bị đọa. So the Buddhists, the first thing they do is that they wish they have enough blessings so that they don't fall. Nó khổ không thể tưởng được, just incredible suffering. You think you live the houses and drive Mercedes and you having cool and people respect you and you do whatever you please. Wait until you die, and then
you fall, you see what suffering is really like. And then you see, geez, it's too late now to regret the mistakes you made. And sống bây giờ sung sướng đầy đủ, rồi khi mà chết rồi mới mới mà bị đỏ, mới mới. Okay. So the first thing you do is pay up the debts. Là cái việc đầu tiên là phải trả nợ người ta. Okay. Trả nợ cho cái chủ nợ mới không đọa được. Rồi sau đó mình mới tạo phước, mình mới có thể sinh lên cái quả tốt hơn. Càng có nhiều phước thì càng ngày càng sinh cái quả tốt hơn. So and then you generate blessings for to obtain a good life, next life. And the more blessings you have, then the better life you're gonna have. Okay? It's that simple. It's not superstition. This is not, you know, the people who don't understand think it's like a Buddhist superstition. They're wrong. And những cái người mà không hiểu đó, người ta tưởng là cái này là cái điều đồ mê tín dị đoan. Okay? But it isn't. Thiệt ra nó không phải mê tín dị đoan đâu. Nó có cái ý nghĩa của nó. Đức Phật dạy như vậy. This is what Shakyamuni Buddha taught us. That's how we got to understand this. Chúng ta biết ngày hôm nay là tại nhờ Phật đã dạy như vậy trong kinh điển mà ra. Tổ sư dạy như vậy. So this is what we learn from the Buddha's sutras, teachings, as well as from our patriarchs. Okay, so that's why we're doing all these things. All right, any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Sắp đi rồi. Nhưng mà người ta không có niềm tin tôn giáo gì. Không có tin một chút xíu nào về tôn giáo hết. Mà ở cái chuỗi này, nếu mà mình giúp cho người ta 49 ngày đó thì người ta có thoát được không? Dạ không, người ta có cơ. Tại vì người ta không có niềm tin cho mình, không có mình làm như vậy, người ta có. The question she has is there, she knows a person who's sick, sickly. He's a man, he's sickly all his entire life. And now the doctor says he's about to go anytime soon. But this man here doesn't believe any kind of religion. He's what we call a heretic. Just a joke. Don't take it literally. Okay. So heretic meaning that a person who believes in false beliefs, believes in the wrong stuff. And they don't believe in right and wrong. They believe in the wrong principles. Okay. So the question is, if you do the 49 day for them, can they be saved? Cái đó là cái ví dụ thầy nói hồi nãy đó. Những người khi sống một cuộc đời mà không thanh tịnh, cuộc đời rất là bất lương thiện, mà nếu được giúp trong thời gian 49 ngày vẫn có thể đi được như thường. Okay. So the answer is what I just mentioned earlier. Even if a person leads an unwholesome life, but during the 49 day he or she received the proper help, they can still escape suffering and still can make it. Okay, tại vì this is why they may feel confident and arrogant right now, like that man who before he was in prison was a proud and successful man. Tại vì cũng giống như cái người mà thầy ví dụ cho cái ví dụ biết là ở trong tù đó, trước khi vào tù bị bắt vào tù đó, ở nhốt vào tù, nhưng một người thành công giàu có. Okay. He had money. He was successful, and that's why he was very arrogant. Okay. After he came into prison, he had a nervous breakdown. He nearly went crazy. Sau khi mà vào tù một cái, đó ông phát điên ngay lập tức. Ông chịu không nổi. Ông chưa bao giờ gặp cái khổ vậy. Chưa bao giờ thấy một cái sự mà có thể thiếu cái sự tự do, thiếu khổ sở. Thành ông nổi điên luôn. Ông điên cả 3 năm mới bình thường lại. Okay. So he became crazy. As soon as he got into prison, okay, he became
He lost his mind, and it took him about 3 years for him to recover. He tried to kill himself and all those things. Tự tử nó đủ thứ hết. Okay. Ba năm trời mới bắt đầu trở lại bình thường. Thì dễ sợ như vậy. So you see, so the point here is that when you're alive, you sure of yourself, you think you know everything. After you die, that's when you have a taste of suffering. And lúc mà mình còn sống á, mình ỷ y, mình nghĩ là mình cái gì mình cũng biết, cái gì mình làm cũng được hết, mình là tự chủ, có tự chủ. Khi cái vị chết rồi đó, cái vị hoàn toàn mất tự chủ. You completely lose control. For example, you no longer have a body. Your legs and arms no longer respond to your wishes. Chẳng hạn như sau quý vị chết rồi đó, thì quý vị thành con quỷ, quý vị vẫn tưởng là mình có cái chân cái tay như thường. Lúc đó mình muốn cười quậy cái tay chân nó không nghe lời nữa. Lúc đó mình buồn dễ sợ, mình khổ sở dễ sợ. So after you become a ghost, after you die, you become what is called the intermediate kind of body, which is a very, very polite term for a ghost. Quý vị biết không? Đức Phật mà dạy khi mà Ngài nói, sau khi quý vị chết, quý vị trở thành cái trung ấm thân. Trung ấm thân chỉ là một cái danh từ rất là lịch sự để gọi quý vị là con quỷ. Mình thành con quỷ. Con quỷ nó còn cái linh hồn, cái thân nó không còn nữa. So what happens when you become this intermediate kind of body, the ghost? Okay? You only have a consciousness, and you think you still have your body. Nó không biết là mình không còn cái thân nữa. So what happens? So the ghost, it tries to move its legs, its arms, and it can't because it's so afflicted. Thành khi mà nhúc nhích nó đòi cười quậy tay chân, rồi chụp cái đồ ăn này nọ, chụp không được, nó khó, nó khổ sở dễ sợ lắm. Thành nó bị dày vò trong cái thời gian 49 ngày đó. Là quý vị bị dài vò dễ sợ. Thành cái người mà lúc mà còn sống là ỷ y ngạo mạn, khi mà chết đó sợ sệt, thế dễ sợ con ơi, người ta sợ dễ sợ lắm. Là lúc đó, cơ hội rất là tốt để mình tới mình giúp đỡ người ta. Okay. This is, for example, that's why Xian Jie here, he says, why don't we go to the prison and talk to prisoners, because we can convert historically. There are a lot of prisoners convert to Buddhism once they understand, learn about meditation in the prisons. And ông thầy hiền giới ông nói với thầy tại sao ông đề nghị tại sao mình vào mấy cái chùa, mình ở mấy cái nhà tù mình dạy người ta thiền, tại vì rất cái trong cái lịch sử thì nhiều người tù nhân như vậy ta chuyển về thành Phật tử, tại khi ta tu ta gặp được như vậy. Okay. Lúc khổ được cứu, được giúp đỡ họ mới tin được. Thành khi mà dầu cái ông đó ông xấu như vậy, ông không tin tưởng, ông không có cái lòng tin, rồi sau thời gian 49 ngày ông khổ sở như thế, mình tới mình giúp đỡ ông phát cái lòng tin, ông nói tôi khổ quá rồi, bây giờ tôi hiểu khổ thực sự là cái gì. Thành nếu như mà thầy cô mà có cái gì mà giúp tôi đi được, họ sẵn sàng họ thử. Còn nên thành ra mặc dù tồi tệ gì nữa, trong thời gian 49 ngày họ khổ dễ sợ lắm. Nói họ dễ tin lắm. Okay. So what happened is that during the 49 days, they suffer. They're in tremendous suffering. And that's why they're very open to suggestions. Just like these prisoners. We teach them to show them something called meditation that will give them an escape from the suffering. That's how they believe. Nhưng những cái tù nhân khi mình họ khổ như vậy, mình dạy họ cái phương pháp thiền như vậy giúp họ ngừng cái khổ ngay lập tức trong thời gian họ thiền, thì họ phát tâm dễ dàng. Thì lúc mà ông đó mà không tin như vậy, mình tới mình giúp đỡ ông, mình bảo vệ cho ông, cho ông ăn, cho ông uống, không? Cho ông bớt lạnh. Ok. Thì lúc đó ông dễ phát lòng tin. Ok. Đa số đó, những cái người trong thời gian 49 ngày, đa số mà họ đi, họ được một cái pháp như Phật pháp mình mà giúp đỡ, thường thường họ thoát được, họ thoát không có bị đọa. Ok. Cái đó là cái mình có thể giúp được. Mà còn nói cái chuyện vãng sanh là không, cái chuyện nó hoàn toàn nó khác nữa, nó còn khó hơn nữa.
để cái tránh trước, cái tránh là tránh cái đọa cái đó. Mà họ may mắn thì họ có thể đi được Tây Phương Cực Lạc nữa. Ok. Trả lời gì được không? Lúc đó họ dễ tin lắm. Còn nếu mà vấn đề là mình có đủ, họ có đủ cái phần thứ nhì đó là thứ nhất hết đó. Ok. Thì thấy nó tóm lại. Thứ nhất hết họ phải có cái phước. Ok. So what happened is that in summary, during the 49 days, the first thing you need to happen is you generate the blessings. You need to have a lot of blessings. Okay? Có cái phước là một chuyện. Điều phải còn cái duyên nữa. Okay? And then what also is necessary, Bhante, is what is called conditions. Even you have the blessings, you may not have the conditions to get a good body. Is it clear? For example, let's say when you're alive, you do a lot of good deeds, you cultivate, you sign the Buddha's name, you generate a lot of blessings for yourself. Thầy nói cho quý vị nghe rõ ràng, trong lúc quý vị còn sống, biết niệm Phật, đi tới chùa tu, đi làm công quả, quý vị tạo rất nhiều phước báo. Ok? Nhưng đều lúc mà chết, mà gặp cái nghịch duyên, vẫn bị đọa như thường. Nó dễ sợ như vậy. Đừng có bao giờ y hết. However, at the time of death, you may have a lot of blessings, but you encounter some bad conditions, some evil conditions. You will fall regardless. Is it clear? Just like it may be good weather right now. Chẳng hạn như bây giờ trời nó quang đãng đẹp đẽ, nhưng đều bão nó tới một cái là mình cũng chịu thôi. It may be good weather right now, but if the storm comes, there's nothing we can do. Okay? You have to go endure it. Thành ra cái duyên, phải có đúng cái duyên á, thì mới có thể thoát được. So that's what happens is that you need to have the appropriate conditions. For example, only in human realm can you have something called 49 days. Chẳng hạn như trong cái cõi người này mới có cái pháp 49 ngày. Cõi trời không có, the heavens they don't have it, the animal realm they don't have it. Cái cõi súc sanh không có. Quý vị thấy không? Thì con người mình phước báo nhiều lắm. Okay, so you see that's my proof. The humans they have the blessings, okay, but they don't have the proper conditions. They don't have the conditions to meet with the 49 days. They still fall regardless. Thành ra mặc dù có phước báo làm người, đều không có duyên, phước báo lòng người, phước báo để mà vãng sanh đi nữa, mà không có cái duyên là phải pháp đúng lúc thì cũng chịu thôi. Ok. All right. Any other questions? Thân Hương có gì? Luân hồi lại. So if you don't fall and you don't attain rebirth, then you go into the reincarnation wheel. You're more likely you're born as in the heavens or the human realm. Okay? All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Nghe rất là đau xót nhưng mà không biết làm sao. Thì may mắn là thầy cho hai lần những người nào làm công quả ở đây cho một người làm chiếc lát ở trên đó. Thì con ghi tên bà vô. Thì cách đây khoảng nhưng mà cũng có một lần là như là cái lần từng chót như là sau 49 ngày rồi. Nhưng mà mấy bớt đây mấy bữa thì cũng có người ta thấy được thì người ta nói là bây giờ bà sướng bà ra được rồi. Có người giúp đỡ thì là sáng sủa mà mình đi lên không á, mà rất là sướng. Mình chỉ mới có hai tuần thôi, thầy cho hai.
Đà thân của trời. Đà thân của trời. Nó là đúng duyên, gặp được cái duyên. Cái vị cho thấy, cái vị thấy đó, mặc dù trong 49 ngày mình có cơ hội, có cái duyên, có cơ hội giúp người ta một vài lần như vậy, nó lớn lao không thể tưởng tượng được. Nhiều khi nó lớn không thể mà mình có thể bất khả tư nghị luôn. Thành ra cái pháp, 49 ngày nó tuyệt vời. Và người giữ nó vì vậy đó. Phải dạy con cháu phải giữ, con phải giữ bằng mọi cách. Cái truyền thống của người Á Châu mình là như vậy. Phải giữ những truyền thống tốt như vậy đó. Okay. Yeah. Dạ thưa thầy. Con được phép nói với vài kinh nghiệm của vài người bạn con mà đi hộ niệm đó thầy. Thì bạn con bảo là khi mà một người vừa mới mất hoặc là sắp sửa mất á, rồi ban hộ niệm tới dẫn họ, chỉ họ niệm Phật. Họ chưa chết thì mình có thể để máy rồi người nhà hộ niệm. Rồi tới lúc mà họ đứt hơi thở đó là cái nhóm hộ niệm đến hộ niệm cho họ 8 tiếng hoặc 10 tiếng. Thì cơ hội mà họ được đi tới đầu thai hay là chuyển hóa đời sống khác của họ thì rất là tốt thưa thầy. Đúng rồi. Thưa thầy nghĩ có đúng không ạ? Dạ đúng, rất đúng. Thật ra là cái giây phút mà họ mất á, là trong cái thời gian đó là mình phải làm sao hộ niệm mất rồi, mình hộ niệm chừng 8 tiếng tới 10 tiếng là thấy rất là tốt. Chính là con chứng kiến được đó, có một bà lão ở tại bệnh viện Gá Phiều. Cái lúc đó gọi tụi con tới hồi niệm, tụi con có ba đứa tới hồi niệm với người con của bà. Cái tự nhiên lúc mà tới rồi bà đã chết được một tiếng mấy rồi, mặt trắng dột như là thay ma, tụi con còn nổi da gà đó. Nhưng mà khi mà tụi con đến hồi niệm xong thì bà lại đổi sắc mặt. Cái sắc nó đổi ngay. Dạ, cái sắc mặt lại bình thường. Cái rồi con có người bạn đổi về khai thị, cô ấy nói nếu mà bác có linh thiêng á, bác ráng tạo một cái gì cho tụi con tin là bác đã nghe chúng con hộ niệm cho bác. Cái bác ấy lại cười. Cái con nhìn vô nó, ủa sao lại bác cười mà con sợ con mắt con qua. Con kêu mọi người đều nhìn coi là có đúng là bác ấy cười không. Rồi người bạn con tới khai thị nói là ráng cười thêm nữa. Cái bác ấy lại cười hơn nữa. Trời ơi, nói con phải lại bác luôn. Con thấy quá là hay. Thầy nói con nghĩ chắc bác ấy cũng có cái duyên lành là niệm Phật đó thôi thầy. Cái niệm Phật nó tạo nhiều phước lắm, nó còn xóa nghiệp nữa. Thành ra khi mà tới mình niệm Phật như vậy là xóa biết bao nhiêu tội với bà. Rồi mà trong vòng 49 ngày mà nếu mình cần niệm Phật hồi hướng cho họ hoặc là người nhà ăn chay trường hồi hướng nữa tạo thì phước. Coi như cái phẩm họ của bà đó sẽ được lên cao nữa thưa thầy. Dạ thì càng ngày càng lên cao. Chúng tôi chỉ biết gì thôi là ai gì đâu. Nhưng đều thường thường nội niệm trong trong thời gian ngắn không chưa đủ đâu. Dạ chưa đủ, đúng rồi, nó chỉ là mới gieo phước thôi. Cách nào để... Dạ chính hiện tại vừa rồi thưa thầy, cách đây 3 tuần trước khi tượng A Di Đà về đó thầy, cái nhà đối diện với chùa mình là cái bà người mẹ đó thầy. Bà bệnh mà con nghe cái bà ở mắc kẹt này nè, bà qua bà hỏi thăm con. Bà chứ ê cái bà đó bà chết chưa, con nói ủa bà nào, nó nói kế nhà mẹ đó. Nó chỉ sắc, cái con thấy người con ra con hỏi ủa mẹ mày bộ sắp chết hả, nó ừ. Cái nói mày mama đi kiếm coi bà tin cái gì nên mời thầy tới để mà chuẩn bị cho bà đi. Cái người con nói gia đình tao không có tin cái gì hết, hỏi sao vậy. Nó nói tao cũng đâu có đi chùa mà cũng chẳng có đi nhà thờ nữa. Cái hỏi chứ con mới hỏi chứ vậy mày có tin Phật không. Nó nói tao tin chứ, tao có đọc sách qua. Cái nói được hả, vậy cái con về nhà con lấy máy niệm Phật, con lấy hình Phật qua cho bà. Cái con nói với bà, cái nó vô nó hỏi mẹ có chịu vậy không, cái bà mẹ chịu. Cái con đưa hình, đưa tượng Phật này kia, đưa hình lụa thôi, với lại cái máy niệm Phật cho bà nghe. Bà nghe chừng tuần lễ xong, nhằm thân nhân bà lại thăm bà nhiều lắm. Rồi lòng phiền bà, vài người bạn lại nói trời ơi, thật tội nghiệp, nhìn mày sao mà xấu xí quá, tao thiệt là xóa rìa bao đó. Cái con nói, cái người con kể con nghe nói, những người bà lại thăm đừng cho họ lại gặp bà. Mày tiếp họ tại phòng khách đi, để bà ở đó, để bà niệm Phật. Cái nó nghe lời. Cái rồi ngày thứ chủng tuần lễ sau thứ hai, cái tự nhiên
bà ra đi thầy, bà ra đi hồi sớm đâu, bà nằm bà ôm cái mền, bà nằm đi tự tại lắm. Nhưng mà cái mặt hơi mét, nhưng mà con hơi giận người con gái, nói khi nào mà mẹ mày mất á, mày đừng có gọi ai hết, mày cho tao hay, tao sẽ kêu nhóm của tao lời hộ niệm cho bà 8 tiếng. Cái nó tin, nó chịu. Cái lúc mẹ nó mất, cái nó gọi con lúc đó là 7 giờ sáng, mà mẹ nó mất hồi nào cũng rõ, 5-6 giờ hồi nào á. Cái nó gọi con, cái con chạy qua không thấy gì, cái kêu mày đừng có đụng nha. Tao con đi lấy máy, nó là quên, nó tắt cái máy niệm Phật đi, cái con mở cái máy niệm Phật cho bà ấy nghe. Rồi con rủ bạn bè lại tới, cái hồn niệm cho bà 8 tiếng sau. Cái lúc đó, hồi mà bà mất á, tụi con qua là cái mặt đã xanh lè rồi. Nhưng mà tới lúc tụi con hồn niệm sao cái mặt bà trở lại bình thường. Rất là đẹp. Rồi cái sau đó cái người bạn con có cô bạn rất giỏi về hồn niệm. Rồi có lại rờ mình mấy cô bà đó thấy mềm mại thầy. Thịt tay, rồi bẻ tay, bẻ chân đều mềm hết. Rồi rờ tới đỉnh đầu thấy ấm ấm, con nói ồ tốt quá. Rồi lúc đó con mới nói với họ là bây giờ mày có thể gọi nhà hoàng được rồi đó. Cái tụi nó hồi đầu tiên nó sợ lắm thầy. Sau đó cái nó rờ, nó bắt chước tụi con, nó rờ, nó thấy ồ tốt quá. Cái nó thích lắm. Bè bạn rồi thân nhân lợi ai cũng đều rờ bá hết trơn. Rồi họ cũng thấy là không có sợ đó thầy. Rồi từ đó tụi con giao cho nhà hoàng. Lúc đó con mời họ, con nói họ qua đây mời thầy, cái họ không chịu. Họ không chịu, thôi con chịu tua luôn. Thầy con nghĩ là mời thầy qua thầy có thể nói tiếng Mỹ, nói chuyện giỏi họ. Họ lại nói thôi, tao có tôn giáo của tao. Nó sao đầu tiên tao hỏi mày nói không có. Nói bây giờ thân nhân tao đòi đi tôn giáo của tao. Nhưng mà dù sao là 8 tiếng tụi con đã lo xong rồi. Để họ làm gì họ làm. Cái thời gian 8 tiếng đầu nó quan trọng. Giờ thiệt ra là sau đó cũng không nên rờ nữa. Rồi như vậy tao vẫn đau đớn như thế. Lúc đó rờ tao đau đớn như thế. Nhưng mà sau 8 tiếng là không sao thôi. Có nhiều mà. Trường hợp vẫn còn cảm giác như thường, tùy người, thành ra cẩn tốt hơn đừng có rờ kệ. Nhưng mà theo thầy nghĩ là 10 tiếng hay sao thầy? Hay là đừng rờ đấy ha? Tốt nhất là sau 8 tiếng mình bắt đầu xê dịch cái di hài thì nó đỡ, nhưng điều không nên đụng nhiều quá. Dạ. Nó vẫn còn cảm giác, nhiều khi có nhiều người ta còn cảm giác như thường, ta còn dạ. Bám víu cái thân. Có những người ta bám víu cái thân lắm, thành ra họ vẫn có cảm giác nhiều, thành đụng họ đau đớn lắm, họ rất là đau đớn. Nhưng đều thường khi mà vãng sanh, muốn biết vãng sanh là có những cái gì hiện tượng dị tướng, chứ không phải là mỉm cười, đó là chỉ là cái trạng thái mà họ không còn khổ thôi, họ không bị dài vò thôi, chứ còn cái vãng sanh nó còn khó khác nữa. Thường dạng như cái phòng nó có cái hương, hoặc có ánh sáng, dạng như mùi hương, mùi hương rất rất là đẹp, hoặc là ánh sáng, dạng như là cái thời mà cái cô Tỳ Kheo Ni mà trước ở đây cô thấp đó mà thầy đã mời dọn ra khỏi chùa đó, sư phụ cô chết, bên người Việt Nam sư bà chết, thì họ hồ niệm này nọ tụng mantra hết. Xong rồi mấy thượng tọa hòa thượng tới hồ niệm, tại bà nổi tiếng, sư bà nổi tiếng, bà làm ơn rất nhiều người. Thì bà sẽ kể là trong kinh Pháp Hoa, cái kinh A Di Đà của thầy đó. Thì họ quyết định đó, là cô nói là mặc dù cô tin cái pháp vãng sanh của chùa mình, nhưng điều cô nói thôi để sư phụ cô trở về làm người lại, để mà dạy tiếp học trò, chứ đừng có bỏ học trò tội nghiệp. Thì 3-4 tuần đầu tiên á, thì cô ngồi thiền như thường lệ đó, thì thấy sư phụ hầm hầm, cái mặt cứ hầm hầm, chạy thôi xong biến mất, chạy hầm hầm. Nó ngồi thiền mà hình chạy thôi, cô kể này, chạy thôi mà không hầm hầm hầm. Cô không hiểu. Nhưng mà bữa kia, tuần kia cô mới hỏi thầy, trình lại với thầy như vậy, thầy mới nói là sư phụ con á, nói cho con biết đó, là tại sao con có thể hỗn như vậy, con là ai mà con có thể quyết định cho sư phụ con nên làm con người lòng người được, để bà quyết định, con có quyền quyết định cái chuyện đó, cái vụ bổn phận của con là con cho cái bà cái sự lựa chọn, thành con cái phước từ mới quỳ xuống nó đảnh lễ, thế nói con biết lỗi con, vậy nhờ thầy giúp cho sư phụ của con đi vãng sanh. Thầy nói như vậy là đúng, con phải cho sư phụ con cái cơ hội đi vãng sanh,
để bà quyết định, bà muốn đi là chuyện của bà. Nhưng đừng mình, bổn phận mình phải làm tròn cái phần của mình. Mình cho cái bà cái sự lựa chọn. Thành ra là khi mà tuần thứ 6, tuần thứ 7 mà đủ phước rồi ấy, thì bà đi, thì bà báo cho Phước Từ bên này biết. Thầy nói cho Phước Từ biết là bây giờ sư phụ con thoát rồi, thoát nạn rồi, ok, đã đi được rồi. Cái vị đừng có tưởng sư bà, sư ông này nọ đọa hết, đừng có tưởng bở, dễ sợ lắm. Địa ngục là toàn thầy tu không, đó là sự thật đó. Tạo nghiệp cũng nhiều, mà tạo phước cũng nhiều, mà lúc chết đó, vẫn bị đọa như vậy. Thành ra lúc mà bên này thì đi rồi ấy, thì sợ mà cái Phước Từ nó kỳ cục lắm. Mình giúp đỡ nó rồi á, xong rồi khoảng những 2-3 tuần sau và tháng sau nó mới báo cáo chứ biết. Nó nói là bên kia cái ngày cuối cùng khi mà họ ngày đám tang đó, mà hòa táng đó, thì hòa thượng thường thỏa tới đầy đó, thì họ làm lễ rất là rầm rộ. Thì trong lúc cái lễ như vậy đó, có một cái ánh quang nó xẹt qua từ qua cái điện Phật, tất cả mọi người đều thấy như vậy. Ok, là sau này đó là sau này khi mà thầy báo cho biết, thầy thì biết là trước khi mà cái cuồng tùng cuối cùng là bà đã đi rồi, sư bà đã đi rồi, thì bà tới báo cho biết, nó xẹt một cái như vậy, ai cũng giật mình ấy. Thì nó sau này nó mới kể lại thầy, chứ nó cũng không có nói luôn, nó không báo cáo ngay lập tức luôn. Cái đồ nó như vậy đó, mình giúp nó bao nhiêu nó cũng như vậy thôi. Có ảnh hưởng, đừng nên rờ, để người ta, đừng nên rờ. Ảnh hưởng cho người mất, rồi xong rồi, cái gì mà quyến luyến như vậy, nó còn khó đi nữa. Cái thứ ba nữa, tụ quỷ nó ở gần đó, nó phiền lắm. Quý vị không biết đó, mỗi lần mà lúc mà chết như vậy đó, tụ ma quỷ nó tới, nó làm thịt người chết. Mình tới gần họ là mình đủ thứ vấn đề hết. Đi hồ niệm nó tới, nó làm thịt mình luôn. Chứ đừng tìm chuyện chơi đâu. Mình cái lòng mình tốt thiệt, nhưng đều một ngày nào đó đi ma sẽ có ngày gặp, đi đêm sẽ có ngày gặp ma. Mình làm chuyện tốt thiệt á, nhưng đều tới một ngày đó mà gặp cái loài quỷ mà nó ghét mình, nó làm thịt mình ngay. Thầy nói cho các con biết á, cái lúc mình bố trí cái này như vậy, mình nhảy vào, thầy nói cho con để con nghe cho rõ ràng này. Trong thời gian bố trí ngày cho hàng như bà Cù Liên này á, ok, bà đang đọa. Mình nhảy vào mình cản bà thì con nghĩ nó cắn ai trước. Mình muốn giúp đỡ bà thì nó cắn ai bây giờ? Nó đang kéo bà xuống, mình chạy nó không được kéo. Nó cắn ai bây giờ? Nó cắn mình ngay lập tức. Thằng con đừng tưởng bở, con tới đâu nó tôi muốn giúp người nọ, tại tôi có pháp giúp người. Con giúp như vậy là con cản trở cái chuyện nó đang hại người ta. Nó giận nó làm gì bây giờ? Ai là người lãnh đủ? Thằng cái vị không hiểu chuyện nó. Bởi mấy thầy mấy cô giảng cái vị dạy cái pháp mà dạy có nửa chừng, lưng chừng thôi. Rồi khuyên cái vị nên đi hồ niệm. Để không nói cái vị biết đi hồ niệm như vậy có cái nguy hiểm của cái hồ niệm. Mình đang can thiệp cái chuyện người ta mà. Tới nó quýnh mình ngay à? Nó cắn mình ngay à? Thầy nói cho các con biết đó, 2 tuần này thầy liễn xiển với nó. Nó không tha đâu, nó giận. Cái người đang chết trong bình hoạn như vậy là nó tới, nó đang hành hạ thôi. Ok, mới chết. Vì mình chạy vào mà nó thôi, có người tôi phải cần giúp người này. Thì việc đầu tiên là bao cái cơn giận nó đổ mình ngay lập tức. Ok. Thành lại là con may mắn là có cái lòng tin. Những cái người ban hồi niệm mà thường thường họ thành công tại họ có lòng tin, họ mạnh. Họ đã từng làm nhiều đời rồi. Thì họ có được một sự giúp đỡ. Ok. Thành là họ vẫn còn sống sót được. Nhưng đều một ngày nào đó mà xui đó, gặp cái thứ mà thứ dữ chàng như thầy chết đó. Mà con nhảy vào tới hồi niệm á, thầy nói trước con biết con không nên tới hồi niệm cho thầy, con tới là con chết ngắt với tụi nó, tại địch người kẻ thù của thầy nó dữ lắm, nó hung dễ sợ lắm, biết không? Tùy người á, cái bà kia là bà sức bà còn yếu, bà phước báo bà còn yếu, thì những cái đứa tới nó hành bả là cái loài nhẹ, đồng ý không? Còn gặp cái họ gặp con cứ gặp như hòa thượng thượng tọa mà mấy ông thứ gặp không á, mà tới hồi niệm với họ, khơi hồi niệm với họ. Ok, hoặc là gặp tới hồi niệm với ông mà ông đại ác. Ok, đừng có dài, tới nó cắn cho mà chết đó. Nó chạy luôn đó.
Thành nó hay may mắn là con hên đó, nhưng từ từ cẩn thận, đừng có dại. Mấy người nhà nhà thì thầy cũng nói gì, chứ còn mấy cái thứ dữ là né. Đi theo mấy ông thầy sư cô thôi, để họ đi trước. Rồi đi theo thì hỏi trước, con đi như vậy mà lỡ có chuyện gì thầy với cô có đỡ cho con được không? À, không có dài đâu. Có đó việc mấy thầy với cô dẫn cái vị đi là phải đỡ ra cái vị. Ok. Chứ đâu có để cái vị liên lụy được. Mình đi tới nhà quan như vậy thầy phải đỡ cho cái vị, tới nó cắn cái vị chứ. Bao cái chỗ nó, cái chỗ của nó mà. Mình dẫn người mình tới là nó tới nó cắn ngay. Đâu ngán mình đâu. Thì mình phải dằn nó cho nó miếng phá mình thôi, chứ còn cái thế giới nó mình tới mình thì mình tới xong mình làm xong mình chạy đi lập tức, mình ở đi chơi đó, mình đừng ở đó lâu. Niệm Phật nó gắn như thường nhé, nó đâu có ngán đâu, nó đâu có sợ đâu, nó thế giới nó mà phá phá nó đâu có được, đúng không? Giống như giờ nó vào chùa thì thầy đuổi nó, thầy đuổi cho nó ở là được, đâu có lộn xộn được, đúng không? Mọi người có thế giới riêng, mình phải tôn trọng cái ranh giới nhau chứ. Sao? Dạ, con có người bạn thầy, mỗi lần cổ hộ niệm rồi cổ khai thị đó, rồi cổ bảo là cổ nói với lại quan gia trái chủ của người mất đó, bao nhiêu công đức của tụi con tu bao nhiêu ngàn kiếp, bao nhiêu tỷ kiếp, họ đời vô thủy nào tặng cho họ hết, cái còn mong họ cái là tha cho người đó rồi cứ cùng với người đó niệm Phật để mà giảng sanh. Rồi có nhiều kê họ chịu thầy. Họ giờ chịu, vừa rồi có một kê một bà lão mất mà đúng rồi, cái đó đúng. Pháp đó đúng. Bán dịch quay á. Trời ơi, mấy con heo á. Nhiều người bạn tôi nghe tiếng heo kêu á. Heo là đòi bả mà tôi này hộ niệm cách mấy là bả không biết đổi là không biết đổi. Tôi nói trời tiêu rồi biết làm sao đây. Cái cầu năn nỉ lại sám hối. Tụi con lại 108 lại rồi cầu rồi coi như giang sinh cầu khẩn quan gia trái chủ. Có đó là đúng. Đó, biết tại sao không? Thầy nói cho con biết con may mắn nữa là con không có ngạo mạn. Con tới đó mà khuyên lơn nó, năn nỉ nó là tôi tới đây trong cái lòng thành, trong cái lòng tốt. Nhưng mà tôi tới đây lại tôi nghĩ là tôi là vua, tôi là chúa. Tôi muốn làm thì tôi làm, tới tôi cản trở việc quý vị. Rồi nó cắn cho chết đó. Đừng có tưởng. Thành cái chuyện quý vị chuyện cái gì mà thầy nói, mà con nói thầy mới nhắc lại là lúc mà hồi niệm như vậy, cái tinh thần, cái thái độ rất là khiêm tốn. Không có được ngạo mạn, nó là tôi cái pháp tôi để cứu cái bà này đi cái vãng sanh. Có vì không được phá bà này, tới mày nó đánh cho mà chết á. Tụi con dám nói câu đó. Không có hổn được á. Ngay kính thầy tới cũng vậy, không có dám làm cái chuyện đó. Tại một khi nó giận rồi nó phiền lắm. Đúng không? Một khi nó nổi khùng nó nổi. Mình khổ với nó dễ sợ lắm. Nó cắn cho mình chết luôn á. Mình cuối cùng răng nó gãy nữa mình cũng đau ế ẩm cả người luôn, như vậy không phải dễ đâu. Thành ra đừng có dài, cái thái độ nó quan trọng. Phước bao giờ cũng khiêm tốn, mình biết cái lượng, cái sức của mình. Lúc mà đó mình thấy thứ này dữ quá, mình chạy. Nó thôi xin lỗi, tôi chịu không nổi, cái này sức tôi làm không tới. Nói ta biết. Đừng có chơi mấy chuyện nó phiền lắm. Cái chuyện mà đừng, quý vị phải nhớ như vậy này. Quý vị đừng vào cái cõi âm, đừng đụng chạm cái cõi âm. Lúc người ta còn sống đó, tâm nghe không? Tôi còn sống là cái quả dương, người ta tự tin, tôi nói tôi không tin tôn giáo, tôi biết cuộc sống tôi nó không có lý, tôi không có sợ gì hết đó. Ok, khi họ chết rồi vào cái quả âm đó, lúc đó thì nó khác, hoàn toàn nó khác. Lúc đó mình giúp người ta được, nó dễ giúp hơn nhiều. Bây giờ những người mà ngạo mạn, người ta cao mạn, nó nói mình cứ lầm lơ, nói làm gì, ta giận mình ta tạo thêm nghiệp nữa. Đợi tới chết mà người ta có duyên đó, thì vẫn giúp được như thường. Ok, cẩn thận. Ok, thôi mình ngừng lại ở đây để mấy thầy cúng ngọ. Ok. I'm sorry, no English today because the Vietnamese have a lot of problems. Ok. All right, let's do the transference and then do the lunch ceremony. Về hướng công đức. Tại sao con cúng ngọ được cái gì? Chưa biết hả? Ok. Okay.